Thôi cùng nhau đến với trận đấu tiếp theo rồi, trận đấu thứ tư. Vẫn là cái màu hai dành cho thủ IB. Cố gắng thắng nào. Chắc chưa em thấy thì vì lên đồi muộn hơn, Sen Long có lợi thế lên đồi sớm. Đứng đốt E làm bị yếu ở nhà gãi phát triển đào vàng lên 4. Kích 4 tầm phút thứ 22 mấy đó, 22 rưỡi thì phải. Quả đầu 6 dành cho quả đầu 7 dành cho thủ BB. Tất cả này cũng đang là mượt mượt đi rồi. Có hiểu. Bắt đầu bây giờ tiếp theo dành cho người bị đá hiệu về thêm cánh rừng nữa. Nhà nó có thế gọi là gần gần khung đi rồi. Có thêm heal, có thêm heal và có thêm quả dành cho thủ IB. Nhìn chung đủ đồ đấy, hai heal và một bãi quả. Cái mặt 6 giờ lên đây thì vẫn là còn là khá rộng về cái bi này. Đồ ăn thì đã đủ rồi, với hai bề hiêu và một bãi quả phụ thì đồ ăn thì đã đủ dành cho anh túi quả đầu 7 quả phụ 5 cây. Lạch ra một chút à, còn hiệu kia nó hơi chết hơi hãi tí. Thế nhà thì thực sự nó hơi lòng hoàng dành cho cái túi bì. Cầu con voi về để cho lực nó khỏe hơn. Có dốc cũng là khá cao. F 28 dần trận này. Xúc được con voi tại BS. Cái mặt này sẽ là mặt mà đi đóng BA luôn. Đây, cánh rừng này tôi nghĩ là kín sát mép đấy. Nếu cánh rừng là kín sát mép thì B sẽ bò bế dễ dàng hơn. Omas.
BB bị đóng ở đây. BB sẽ đóng hẳn ở phía bên ngoài hay là như nào? Còn vừa kia giúp cho BB bò nhà là dễ hơn, đỡ tốn lực. Đây sẽ là BB. Rồi đóng A hẳn ra bên ngoài thì BB 28 dần. Long người đợi sớm hơn thì Long đánh dần hơn Hy vọng cánh rừng kia sẽ sát mép như tôi mong muốn. Cánh rừng ở trong 6 giờ lên đấy. 28 dần cộng 1. Tài VB thì lực thì sẽ là khá khỏe. Đánh nhiều dần như này. Quan trọng thì bên kia lòng người đời sớm hơn. Và nếu mà lòng đi công, công đúng cái mặt bãi ruộng 9 giờ của VB thì sẽ là cực kỳ nhói. Mặt này mặt VB chưa bò được. Bánh xe. Và có lẽ sẽ là Nama rồi, lần đấy muộn hơn mình cố gắng ép Nama đi. Lần đấy muộn hơn ép 4A thì hơi khó thở một chút. Cái vực kia vẫn hở ở mình nhá, cái vực chỗ BS vẫn hở đấy. Thì muốn bỏ bề cái mặt trong 9 giờ trước. Đây, hở 1E, chuẩn rồi. Ai lão lòng mày vẫn còn khe hở. Ở trận đấu mà Long là người đi dừng A, ông này rát thế nhỉ. Đây như là trận đấu thứ 3 mà Long người đi dừng A rồi. Đánh xe xong mà có thể vụt nhau. Đột là khá thôn đấy, đọc một dần kia đi. Bài này là bài mà lối lão hổ rất hay sử dụng luôn này. Đó chính là dâng lên sớm dâng A và chốt A người đánh tại nhà. Rất hay sử dụng với từ lối lão hổ. 35 Lòng là người có cung lừa trước chúng ta. Ở cung thứ hai đã có gì yêu xem lòng rồi này. Bắt đầu tay cùng G bên trong của Seng Long. Cố gắng thủ nào. Bi thì chưa mất gì vì lực cả nên Bi vẫn đang có thể ra được những chiếc này BA đều. Tờ quần này sẽ khiến cho Bi phân tán lực lượng và không có lực quân mắc binh ở mặt trận đấu quân nhà BA. Cờ gấu lại thật nhanh nào. Vì đang rất tập trung. Cố gắng ép đều quân. Có dần chài luôn. Rồi thì cũng nằm xuống la liệt. 27 Bài cái này hôm nay của Long nó kia chưa đi là hơi thôi. Bắt lại cùng với Sơn Long nào. Mình cũng mất lực. Bật dần quanh ruộng chính và đường ở nhà chính và mất luôn một bãi gỗ rồi. 36 càng ngày càng tụt. Để cứ thế mà Sơn Long sẽ dồn quân liên tục. Có thể được nằm trước nhà BA đều. Bài quân của mặt này thì vẫn có thể cố gắng đỡ được. Quan trọng thì càng ngày quân của Long càng đông thì Long chưa mất gì lúc cả. Còn BB thì không thể sắp đều được Nam An rồi. Cần vuốt mặt của BB ở tỷ số là 1-3.
Hoài thế nhỉ? Không khác gì hình ảnh của Sang Long mà hôm tôi bình luận cái kèo 33 mà bi Hồng Anh 98. Đánh quả đằng rất rát. Rát quá. Thôi chú quay sớm của Bi trong trận đấu thứ hai rồi.